Sáng ngày 8 tháng 1 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đối với giáo viên trung học cơ sở năm học 2014-2015. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm nay diễn ra từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2014, với sự đăng ký tham gia của 273 thầy cô giáo đến từ 23 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện, đăng ký dự thi ở 15 bộ môn. Điều đó đã cho thấy không khí tích cực, sôi nổi của phong trào thi đua dạy tốt và sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ thầy cô giáo trong những năm gần đây. Hội thi gồm 3 nội dung: sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất, một bài thi kiểm tra năng lực và thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Điều đáng ghi nhận từ hội thi chính là sự cố gắng hết mình của các thầy cô giáo tham dự. Các giờ dạy đều được các thầy cô chuẩn bị chu đáo, thể hiện tính khoa học từ khâu thiết kế bài dạy cho đến tổ chức hoạt động trên lớp cho học sinh. Ý tưởng hết sức sáng tạo với những phương pháp mới mẻ, linh hoạt, không chỉ đảm bảo dạy chắc dạy sâu mà còn đạt độ dạy hay, đạt độ nghệ thuật của nghề dạy học. Cùng với đó, các giờ dạy còn có sự đổi mới về hình thức, đặc biệt là đổi mới về chất lượng giờ dạy. Mặt bằng trình độ của giáo viên được nâng cao trong đổi mới hình thức lớp học và phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả của giờ dạy, hình thành nhân cách và phát triển năng lực cho người học. Hội thi thực sự là một hoạt động chuyên môn có tính chất quyết định trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học trong các nhà trường, khuyến khích động viên các thầy cô giáo tự học và sáng tạo. Đồng thời chính là sân chơi để các thầy cô giáo thể hiện năng lực học tập và sáng tạo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức quản lý hoạt động dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.